này là anh chị cánh trồng là đã ớt rồi tự nhiên nè, không dạch cỏ hái ớt rồi, trời trời ông đăng quá. Đi trời rồi ông đăng rồi ông đăng băng lên tường tôi tường ông đi, ớt tôi quá ngon không có bị nấm, tại vì cái mùa mưa này là cái mùa nó dễ bị nấm đó, người ta ta phải thuốc trị nấm, nhưng mà ảnh đất của ảnh tốt với anh chồng theo tự nhiên cho nên cái sức đề kháng của nó cao, nó không có bị nấm. Trái ớt á, rất là tròn đều, dày cơm, đỏ rất đẹp, nghĩa là về vấn đề dinh dưỡng là rất tốt, mà sức đề kháng rất là tốt cho nên nó không có bị khuyết tật cái trái, nó không có bị thúi. Chứ trời mưa này á, thường á là nó hay cái bị mấy con này con nọ nó chích vô á, thì nó sẽ thúi, nó có dòi, thúi có dòi. Đó, nếu mà cái ớt mà nó có sức đề kháng không tốt thì nó sẽ bị cái tình trạng đó, nó mềm thúi, nó có dòi dòi trong đó, thì thường là nó không có đến mới chín này đâu. Tại vì cái con dòi nó khô nó chích vô á là nó để chờ cái ớt chín để nó sinh sôi, nó nảy nở không đó. Đó thì nếu mà tới cái mùa mưa này là nó không có đến cái chín được là nó đã rụng rồi đó, thì cái sự mình trồng tốt thì nó vậy, nó không có bị rụng. Cái ớt á thì nó vị nó ngọt, cơm dày, không cay xé, cay thanh, mình là nguyên trái mình ăn luôn không có vấn đề gì. Này rồi. Tôi sẽ gửi tặng kinh phân phối của Bắc Tôm 2 kg, yeah. Để cho những người ẩm thực ở Hà Nội hiểu được cái mùi và vị của nó. Yeah. Đấy, thì cũng ở đây là cũng nói với anh Chín, người sáng lập là kinh Bắc Tôm mà nói là thế. Tại vì ớt á, kinh nghiệm mình trồng ớt, nếu mà phân thuốc á là cái màu của cái lá ớt này nè nó trắng hết. Nó không có xanh tự nhiên, nó không có xanh như vậy mà nó trắng hết, tại vì nó phun cái thuốc đó, nó bao phủ toàn bộ cái trái ớt để cho nó đừng có bị nấm đó, bảo vệ thực vật, phủ một lớp phủ toàn bộ nó trắng hiếu. Cái trái cũng vậy nữa, thì cái đó là cực kỳ độc. Nó không phải là đơn giản ăn cái thuốc cái đó mà nó lại là nó dính lên cái trái, mà đến người tiêu dùng nó vẫn còn cái thuốc đó. Nó nguyên một cái lớp phấn trắng. Thì đặc biệt ở Đà Lạt, vườn Đà Lạt mình đi là nó họ phun trắng, cái lá nó trắng hết. Lý do là trên đó họ trồng hoa mà nó rất dễ nhiễm nấm, mà họ xài cái thuốc đó rồi thì coi như là anh phải xài hoài. Tại vì anh không có thuốc đó là nấm phát triển, tức là nó không có tăng cường cái sức đề kháng tự nhiên của cái cây. Đặc biệt là cái ớt mà mùa mưa đó, mưa miền Nam hôm gài là mưa dầm á, mà trái ớt nó tròn nè, nó già nó cứng là chất lượng là rất tốt. Chứ không thôi là mấy con nó chích vô đây là nó hư hết. Đó, thì như này. Đây là ớt sạch mà ngon. Cái chất lượng, tức là ngoài cái chuyện sạch mà nó còn cái chất lượng ăn rất là ngon. Đó. Thì mình nghĩ là cái này là cái sản phẩm này rất là tốt. Tốt, tiêu dùng rất là tốt. Cái này không có nhiều. Không có nhiều thì mình trồng nhiều. Thấy gì á, tại vì á cái ớt này nè, nó cũng có cái sự tương hỗ với cái cây cam này. Anh trồng ớt này thì nó thì thường người ta dùng cái thuốc sinh học, người ta lấy cái ớt người ta nghiền ra, người ta phun lên, người ta đuổi côn trùng. Thì như vậy cái mô hình của mình á là ngoài cái cỏ này á cũng rất là tốt, thấy đâu có sâu nè ăn lá cỏ này đâu. Bây giờ nó sợ nó không lại. Cái vườn của anh á không có sâu, đặc biệt là sâu đất á là tại nhà mấy này nè. Cứt sâu đất đó là nó ăn hết. Ăn hết toàn bộ hết. Ăn hết không còn cái trái nào để mà ăn. Thì do là nè, cái này nè, cái mùi này nó đuổi mấy con kia hết. Rồi cái nữa là mình không có xịt sâu, cho nên á là có những cái con ong là kêu ong đất á, là nó chuyên môn đi gấp cái trứng, bướm nào nó đẻ xong ong nó đi gấp trứng hết, là nó đâu nở thành con sâu. Đó thì cái đó là cái này nè, cỏ cứt heo này cũng là cái nó anh thấy không, nó đâu có cái con sâu nào nó ăn đâu. Đó, như vậy là cái thảm thực vật này là nó có tác dụng, nó đuổi côn trùng, cho nên mình sạch đó, là nó không bị, đặc biệt sau này cái cây này nó lớn nó sẽ bị dễ bị nấm, bị rút, cho nên mình trồng vậy rất tốt. Hoặc là thầy anh trồng một vòng ớt xung quanh thì nó đuổi hết mấy con côn trùng. Đó thì cho nên là nó cộng sinh rất là tốt. Đó thì vậy là rõ ràng là ở đây là nó cũng cộng sinh rất là tốt, mà ớt thì chất lượng thì tuyệt vời đây. Ớt này theo tôi kinh nghiệm của mình là mình thấy rất ngon, mà hầu như á cái nách nào cũng có trái hết, mà tự nhiên không phân không gì hết, và cái bông của nó không có sâu cho nên là nó đậu trái. Chứ thời á nếu mấy rồi coi như là nó có sâu thì nó đâu có đậu trái. Đó cho nên là nhìn thấy cái cổ không, cái nào cũng có hết, đa phần nó không có bị bỏ. Đó, thì cái đó là cái nó, cái môi trường nó cộng sinh nó rất là tốt.
Mình nghĩ cái môi trường này, cái vùng này rất là tốt, anh trồng đu đủ, đu đủ cũng tự nhiên. Đó. Mặc dù cái trái thì nó không đều gan giống như người ta trồng phân thuốc, trái thì về cái hình dáng kích cỡ thì có cái lớn cái nhỏ thì cái đó cũng bình thường thôi. Còn ví dụ người ta phân thuốc thì cái trái nó đều hơn, nhưng mà có điều chất lượng ở trong nó không có đều, nó không tốt, thời gian bảo quản sẽ nó giảm đi. Còn cái này mình bán sớm rất là tốt, là do là gì, mình bán một cắt cho đến mình bán 1 tuần 2 tuần 10 ngày nó cũng không có hư đó. Cái là ở đây là tôi đôn cây Ừ. à, cái nghệ thuật để trồng cây đu đủ ngon á là mình phải đôn cây Dạ. cho nó lão cây đi Ừ. à, chứ còn nếu như cỡ này á mà tôi đưa chất kích thích ra rễ vào Ừ. à, rồi tôi đưa phân NPK vào thì cây nó giật và đi đọt tiếp nữa nè. Rồi. Đấy, tôi đưa NA nè, Ừ. à, đưa Ca Humat nè, Ừ. đưa bột cá xuống xuống dưới này nè, à, thế thì là nó giật đọt nó đi đầu tiếp nữa, Thế đầu tiếp đó nữa, là nhưng cái mà đây cây là nó tôi phượt. đôn cây, Đúng rồi. đôn cho nó lão cây lại. Đúng rồi. À, thì ở cái khúc này là tôi đạp ra chợ hết, tôi sẽ lấy từ đây trở lên, nên là những cái cây mà tôi chụp hình mà nói đu đủ ngon đó, đại đa số là cây cao. Tại vì cũng dễ hiểu là, tức là đôn cây ở đây là một cái kỹ thuật là cho cái cây đu đủ nó chựng lại và cái thân nó phát triển tốt để nó chuyển tải cái dinh dưỡng lên cái phần trái mà mình cần, thì người ta gọi là đôn cây là vậy, Đôn cây. tức là cho nó chựng lại nó không có cho nó phượt. Mà cũng nói anh là tay nghề cứng lắm à. Chứ Ừ. nếu mà tay nghề yếu á là trồng đu đủ lo ăn riết rồi nó quăng đầu hết trơn Đúng rồi, à. à. Nó quăng đầu là vấn đề dinh dưỡng nó không Nó đúng. quăng đầu hết Rồi. trơn là vứt ra đi, nhưng mà tôi Ừ. để vậy mà không bao giờ quăng đầu. Ừ. Không bao giờ tìm thấy một cây nào quăng đầu trong vườn của tôi. Ừ. Thường nó quăng đầu là do vấn đề dinh dưỡng nó không có đúng với cái lá, nhìn cái đọt á, cái lá nó đứng lên, nó cái Cương lá nó cứng. tốt, cần cứng, cái lá nó cứng, cái cọng nó cứng. À, cọng nó phải đứng lên Nó hình chữ đứng. V này. Đúng, đúng rồi. À, cọng nó cứng lên hình chữ V hết. À, là mới được. Ừ. Khoe là không được. Đây, lá đu đủ của ảnh cũng không có phun thuốc, ổng nói vậy thôi chứ mình không tin, nhưng mà mình cũng biết chút chút. Khi mà người ta phun thuốc chị nấm á, cái lá đu đủ nó trắng hiếu, nó không có cái màu xanh đậm vậy. Đó, thì ở đây nó có những cái đốt, thực sự á, nói cái hại đó thì cũng có cái hại, nhưng mà chính những cái đốt này nó kích thích cái cây nào mà nó có sức đề kháng tốt thì coi như là nó sẽ không có bị bệnh. Đây, những cái giống như cái bệnh, nhưng mà cái tiểu bệnh. Cái tiểu bệnh này giống như mình chích ngừa vậy đó, để cho cái cây nó tăng cái sức đề kháng. Đó. Đây. Mình cũng trồng đu đủ cũng nhiều. Đấy, tức là mình không có xài thuốc kích thích. Ừ. À, cái cây nào mà nhỏ đó thì đó, những cái cây nhỏ Ừ. là nó tự nó vươn được là nó vươn, và không có là ra được. Còn cái cây đu đủ của ảnh á, là trái nè, nó có một cái lớp phấn ở ngoài có vẻ như nó trắng trắng đó, thì cái lớp đó chính nó bảo vệ rất là tốt, bảo vệ cái trái nó rất là tốt mà nó không có bị nấm đó, nó rất là tự nhiên của nó. Thì tại vì trời mưa thì nó mưa nó nhiễu xuống mình thấy đốm 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 vậy đó. Thì cái đó là cũng cái rất là tốt. Tại vì thường giờ người ta cũng hay dùng mấy cái loại chẳng hạn xung phách đồng, người ta phun này nọ để nó trị nấm, nhưng mà cái đó chỉ có là trong ngắn hạn thôi, tức là trị được 1-2 lần cái là nó nấm nó quen. Thì vườn anh trồng là sen đu đủ với cam đó. Cái mật độ như vậy thì thực sự mà nói là nó đu đủ nó phát triển hầu như tự nhiên, không có cần phân thuốc gì cũng nó cũng phát triển tự nhiên được. Thấy giờ tối này nhưng mà cái đọt nó đứng đứng hết, đu đủ nó tốt. Cái cỏ này nó cũng có cái hay của nó chứ, nó không phải là thấy cái cỏ mà nó có cái dở. Ví dụ những cái này đi, à, nó xen xen vô đây, nếu mà nó xen nhiều quá đó thì nó sẽ che ánh nắng, nhưng mà ví dụ nó xen ít đó, thì nó cũng có tác dụng là gì, tiết cái chất rồi mấy con sâu ở đây, không có thấy sâu ăn lá này, không có thấy sâu cuốn lá này. Ít, thỉnh thoảng có chút đỉnh nữa, mình trồng tự nhiên là mình phải chấp nhận một cái tỷ lệ nhỏ nó ấy. Cái cây chanh của tôi nó có đặc biệt cái thế này nè, mà ở cái khu vực này nhiều, phải nói là không không có này, tức là tự nhiên nó ra, cứ ra đọt tự nhiên, Ừ. một lóng của nó rất dài, Ừ. nó buông lóng nào là đáng lóng đó. À, buông cái lực nó rất mạnh, nó buông lóng nào là đáng lóng đó. À, thấy là anh thấy là buông một lóng á 2 gang. Đấy. Đây. Đây, cứ cứ đủ tuổi của nó là để cho nó tự nhiên nó đi lóng, chứ mình không có xài là cái re ba để kích thích đi đọt, kích phọt á, thuốc kích phọt.
À, hoặc là không có dùng cái thuốc kích thích để buộc nó phải ra rễ trong lúc cái sinh lý của nó chưa tới cái chu kỳ. Đó là cái chu kỳ là ra rễ và chu kỳ già lá, chu kỳ làm già lá, chu kỳ ra rễ. Đó là một việc hiển nhiên trong cái giáo trình sinh lý thực vật là người ta nói rõ cái việc này. Đó là nó tự nhiên. Tự nhiên. Tức là cái rễ nó phát triển đủ dinh dưỡng và nó kích ra đọt để nó cây nó lớn. Tức là chứ mình không có dùng cái phân hay là chất hóa học để mình kích cái ra đọt trước. Đó. Không làm trái tự nhiên, tức là cái cơ thể của nó phát triển theo đúng tự nhiên. Nhưng vừa ăn cơm no xong mình dùng chất kích thích để nó đi vác, đi bốc vác là không có được, không được. Nó đang buồn ngủ, nó làm cả ngày rồi, nó đang buồn ngủ mà mình cho nó uống cà phê vô để nó thức, nó làm việc tiếp nữa là không được. Nó phải đúng tự nhiên của nó. Rồi. Đúng tự nhiên thì cái cây nó phát triển rất là vững. Nó vững, cái cây nó, cái độ bền cái cây sau này nó tốt. Cái bộ rễ nó đủ phát triển thì cho nên là cái nó đủ cái tầm nó hút dinh dưỡng, thì như vậy là mình cũng không có cần phải bón phân đồ nhiều, tại vì khi mình bón phân á, thì thực sự cái rễ nó làm biến, nó chỉ ăn cái phân rễ thôi, nó không có bò đi. Còn anh Việt anh tạo cái này á, là tự nhiên để phát triển cái bộ rễ trước rồi cái cây nó phát triển tự nhiên theo cái bộ rễ đó. Là cái này là cái kỹ thuật trồng tự nhiên. Chứ những người mà lạm dụng phân thuốc á, thì coi như là phải tưới hoài. Tại vì cái rễ nó rất là ngắn, nó không có bám xuống đất, nó không hút dinh dưỡng được. Cái chu kỳ này của tôi là đang chu kỳ ra rễ. Tự nhiên của nó khi nó ngừng đi đọt, nó già lá lại. Đó là một quy luật tự nhiên nó ra rễ và lúc này nó đang ra rễ. Rễ nó bò ra. Tức là anh nhìn ở trên anh không thấy nó phát triển gì hết. Nhưng mà nhìn ở dưới đất là nó đang đi rễ. Thế khi nó đi rễ đạt được một cái độ dài nhất định rồi thì tự nội lực của nó bung lấy đọt. Tôi không dùng chất kích thích cho ra rễ. Đúng rồi. Đó là thuận tự nhiên. Và khi thuận tự nhiên này thì một cái cây này thôi nhưng mà ăn sẽ rất bền. Ăn bền lâu năm. Với cái rễ nó chắc, nó bám vào đất nó chắc. Vậy thôi. Thì nói chung thì cái nguyên lý, tức là những cái người mà họ lạm dụng phân thuốc á, họ vô cái vòng lẩn quẩn, tức là một khi xài phân thuốc thì cái rễ nó không phát triển, bị gì nó có cái phân thuốc có sẵn thì nó hút, nó không phát triển. Nó không phát triển thôi á, thì nhưng mà mình cắt phân thuốc một cái là nó không có đủ dinh dưỡng thì nó cây nó suy thì cái người dân người ta phải phân thuốc, có nghĩa là đi vào cái vòng lẩn quẩn và cái tuổi thọ cái cây nó sẽ rất là ngắn. Tuổi thọ ngắn. Ừ. Trái quy luật tự nhiên. Trái quy luật. Nó, cái bộ rễ nó không phát triển. Không xài kích thích ra rễ. Khi nhìn thấy cái lá này là biết là nó đang đi ra rễ. Đúng. Theo cái cách của sinh lý thực vật. Mấy này là ghi rất rõ trong cái giáo trình sinh lý thực vật rồi. Thế là việc gì mà mình phải dùng là kích phọt RA3 làm cái gì? Nó đang ra rễ đó thôi, chẳng cần phải tưới thuốc gì cả. Nhưng mà dưới đang ra rễ. Không cần. Cây này mà mùa mưa mà nó phát triển vậy là tốt. Tại vì thường cái năm nay là cái mưa dầm. Thường mưa dầm thì cái cây nó không có ra rễ kích thích, nó không có ra rễ nhiều bằng cái nắng. Đó, tại vì cái nắng, cái phản xạ của nó là nó bò mà, nó bò đi, nó tìm thức ăn, tìm nước. Đó, mà mùa mưa nó như vậy thì bộ rễ nó phát triển tốt. Thì cái cây nó hứa hẹn là cái tuổi thọ sử dụng lâu và cái dinh dưỡng, đặc biệt là cái dinh dưỡng cái trái sau này nó rất là tốt, nó rất là thơm ngon. Tại vì nó đủ cái dinh dưỡng nuôi trái. Còn cái bộ rễ nó không phát triển được thì nó đâu có đủ dinh dưỡng nuôi trái. Thì như vậy người ta phải, khi có trái người ta phải giống như nuôi nó bằng phân, chứ người ta nó đâu có hút dinh dưỡng từ đất tự nhiên. Đúng. Được. Hút bằng phân. Đó. Chất lượng nông sản không cao. Đúng. Rồi, rồi ok. Một vài ý.